Nào, chuẩn bị bắt đầu. Khoan ra. Thế giờ. Cậu chưa ăn à? Đâu đã ăn đâu. Cậu theo ngươi tớ à? Ừ, núi đậu xanh rồi. Kẹp ơi. Ê mà cậu ơi, tớ ăn gì còn chỗ nào để kẹp đâu. Leo 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 leo. Cậu đi một tiếng rồi, bây giờ đến đây á. Lên 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 đây. Này Hằng ơi, sao trước này đấy cậu học này mà vẫn điểm kém đi. Này Hằng ơi, sao hôm nào tôi thấy cũng cậu bơi xuân mà nhìn số khoác số mũ số lôi vậy đi. Mình phải nghĩ ra cách gì để trừng trị cái tên cún BD này suốt ngày á, nó cà khịa khẩu nghiệp với mình. Cách gì được nhỉ? Cái bánh tai hữu ích vị cola chanh, ăn là xanh lưỡi. Mình đã có cách để trừng trị tên cún mỏ vẹt kia rồi. Alo, cún mỏ vẹt à? Tớ có cái trò này hay lắm. Được ăn, đảm bảo là được ăn, vui lắm. Đến ngay nha, tớ đang chờ. Này Hằng ơi, dừng. Ăn bim bim không? Ăn ăn. Bim bim tai dội ích vị cola chanh à? Ngon đấy. Thôi ăn luôn đi cậu nhờ. Chưa. Sao? Cậu phải chơi trò chơi với tớ. Trò chơi cái bim bim tai vô ích vị cola chanh này, ăn là nó sẽ xanh lưỡi. Nhưng mà bây giờ mình sẽ chơi trò chơi là ăn chỉ trong 3 giây thôi. Ai mà ăn mà không xanh lưỡi thì sẽ bị một kẹp. Đây này, kẹp đây này. Thế nào cậu ơi, thế làm sao để xem ai xanh hơn, ai không xanh? Cái này thì sẽ sử dụng ứng dụng quét màu của tớ. Ứng dụng này nó sẽ quét màu, nếu mà lưỡi bạn màu xanh thì nó sẽ hiện màu xanh, còn nếu mà không hiện thì là bị thua, là bị một kẹp. Chơi không? Chơi. Trong 3 giây rồi đấy. Đã mình nhìn ra. Bao rồi, bao xong rồi. Thơm thế. Cậu chuẩn bị chưa? Chuẩn bị. Bắt đầu. 1, 2, 3. Bắt đầu. Cái gì? Chưa đến 3 giây nữa. 3 giây rồi. Có bánh không? Có à. Quét lưỡi tớ đi. Nhanh. Ê, ôi nè. Xanh nhắc luôn cậu ạ. Nó hiện hả chữ blue luôn cậu ạ. Có một câu. Đáng cái gì đâu. Người vẫn có hồng. Thế thì một kẹp. Thôi phát đầu tớ nhường cậu. Đấy. Chuẩn bị. Một. Gì vậy? Chưa bắt đầu hết đúng rồi. Chuẩn bị nhá. Chuẩn bị. Bắt đầu. 1, 2, 3, 2 giờ. Ê, tớ chưa mồm nè. Đau lưỡi. Đua gì, cậu chắc chắn từ này thắng rồi. Đau lưỡi. Ừ. Bình thường ạ, màu hồng. Cậu đau lưỡi tớ không? Cậu màu đùa, màu xanh rồi. Một kẹp. Màu xanh đi. Đây đi. Tiếp tiếp không? Chơi. Lần này á, tớ nhất định phải được ăn. Và không được xanh lưỡi. Phải xanh lưỡi. Cậu phải nhanh lên. Nào, chuẩn bị bắt đầu. Khoan ra. Thế nhờ. Cậu chưa ăn à? Đâu đã ăn đâu. Cậu theo ngươi tớ à? Núi đậu xanh rồi. Kẹp ơi. Chẳng thể lấy móng tay thôi.
Tớ đã bảo mấy cậu rồi là tớ có. Đây, tớ nhất định phải sinh nữa. Nào. Bắt đầu. 1, 2, 3. Ô, ăn được rồi à? Ừ. Đây, cậu chơi chân tay xanh lưới nhờ. Mấy cậu xanh từ đâu rồi? Đâu, xoay lưới tớ đây, xem xanh không? Thế cậu lè lưỡi ra tớ xoay nè. Cậu gì đây? Màu hồng ha. Cậu màu hồng nhờ mình ăn được á? Cậu mới ăn được có một mẫu. Kìa kìa. Ê mà cậu ơi, tớ ăn gì còn trốn là để kẹp đâu. Leo leo này thì hết chỗ kẹp này. Này thì hết khẩu nghiệp nhé.